Thôi được rồi con, nghỉ đi. Con Dạ. làm gì mà lao từ sáng sớm tới giờ vậy? Con làm cũng sắp xong rồi chú. Nè, nghỉ ngơi đi, rồi còn lo học bài học dở nữa. Con phải thi đậu các kỳ thi quan trọng sắp tới đó, nghe chưa? Dạ, con biết rồi chú. Ủa, mà sao con Như đâu? Em không kêu nó phụ con Lan với? Dạ chắc em Như đang học bài ở trên phòng đó chú. Nè Lan à, con dọn dẹp đi, nghỉ ngơi rồi còn lên học bài nữa con. Dạ, thôi con làm chút nữa xong rồi. Anh đi đây. Anh đi làm đi, nhớ về sớm nha. Ai vậy? Má nè. Trời ơi má, má vô đi má. Nay mày đặt gõ cửa nữa. Con gái. Dạ. Học bài xong chưa mà coi tivi vậy hả? Hồi nãy con đang học á, cái nó vô nó dọn phòng cái nhìn mặt nó con hết muốn học luôn à. Vậy á hả? Má, má đuổi nó đi đi. Con nhìn mặt nó hả, con khó chịu quá à, không có ưa nổi. Má nhiều lần nói nặng nói nhẹ nó rồi mà nó cũng không chịu đi. Công nhận nhỏ này nó dai thiệt á. Cứ nhìn nó hả, như là cái gai trong mắt vậy. Ừ. Má có điện thoại nha. Dạ. Alo, em nè. Chị Lan. À, chị nè Như. Chị xuống bếp á, chị dễ giùm em chém mớ ớt đi, để massage đi. Ừ. Em cảm ơn chị.
Ủa, mối đã mất tiêu rồi. Bực mình mà lục tung hết cái nhà rồi mà không thấy cái điện thoại đâu hết trơn á. Sao má? Má tìm cái điện thoại hết nhà rồi mà không thấy đâu hết á. Con thấy đâu không Như ơi Như? Con nhá vô điện thoại má coi coi nó reng coi má biết đâu, má tìm coi. Tao để lầu làm biến mà má tìm đi. Đem muối lên cho em nè. Bỏ ở đâu rồi không biết nữa ta. Mấy cái con này lấy đồ xong không đóng cửa gì hết. Chết rồi. Cái con này nó làm cái gì vậy ta? Em sao vậy? Thiếu cái gì? Thiếu cái gì? Tại sao mày gài bẫy tao? Con đâu biết gì đâu Tiêm. Nó bị sao hả? Tôi đổ hết cái này lên đầu của tao rồi nè. Ướt đầu tao hết rồi. Mày hả? Mày hả? Con không biết mà. Tại sao? Con không biết. Tại sao mày làm gì? Mày chết đi. Mày chết đi. Con này. Mày coi nè. Mày lại đây tao biểu. Mày lại đây. Tại sao mày để nó đổ lên đầu lên mặt của tao? Hả? Mày chết đi! Mày chết đi! Mày chết đi! Mày đi chết đi! Đó là con quỷ mà Tiêm. Trời ơi con quỷ! Anh xe chị ngủ đi tập hơi nha. Anh. Em đi đâu về vậy? Em đi coi mấy khu đất dự án á mà. Em tính đầu tư để kiếm lời. Anh muốn em giải thích về việc em không bắt máy trước 20 cuộc gọi của anh. Thì em đi xe máy mà, làm sao mà nghe điện thoại được? Em chạy xe hơn 2 tiếng đồng hồ hả? Em bỏ điện thoại trong cốp xe. Cái khu dự án đó thì nó xa lắm, thành ra em đâu có hay. Mà đâu có lý do gì mà em không nghe điện thoại của anh chứ. Mà sao hôm nay anh về sớm vậy? Thôi để em đi dọn cơm cho anh ăn nha. Khoan đã. Chuyện gì nha anh? Anh muốn biết vì lý do gì mà em hành hạ con Lan đó tới mức kinh khủng vậy? Cái con Lan đó hả? Em đánh nó như vậy là nhẹ lắm rồi đó. Nó ăn gan trời, nó dám đổ nguyên cà thuốc tím vô người của em nè. Anh coi nó giỏi không? Con Lan nó dám đập như vậy hả? Sao không dám? Anh coi thường cháu anh quá rồi đó.
Anh chắc rằng con Lan nó không bao giờ dám hổn với em gì vậy. Anh lúc nào cũng bên vực nó. Có bao giờ anh nghe em, anh tin em không? Thôi, nếu anh tin nó quá, để em dọn đi ra khỏi nhà đi, cho anh vừa lòng. Lý, Lý, anh chỉ nói hết mọi chuyện mà. Sẽ bất ngờ. Cô hai lúc nào cũng bất ngờ hết á. Rồi, vô đi. Cô chủ nhà ơi. Cô chủ nhà ơi. Thôi đi cô hai ơi. Giờ này á, chắc cô chủ nhà đang ở dưới bếp á, hoặc là người ta biết cô hai về tới nơi rồi, người ta giả bộ không thèm lên tiếng. Không đâu, nếu mẹ có nhà mẹ ra rồi, mấy lần trước cũng vậy mà. Thôi được rồi, thôi bây giờ con ra ngoài sau rửa mặt đi, đi đường xa về cũng mệt rồi nha. Không chịu đâu, ba đứng ở đây đi, để con làm mẹ bất ngờ mà. Ba chịu thua con gái rồi đó. Thôi được rồi, cô hai muốn làm gì thì làm nghe. Gì vậy con? Hả? Mẹ ơi! Sao mẹ lại chết nữa vậy mẹ? Em ơi! Em sao vậy? Mở mắt ra đi em! Mở mắt ra đi! Vào đi. Dạ thưa giám đốc, em lấy hợp đồng để chuyển cho khách hàng ạ. Hợp đồng gì nha? Dạ thì hợp đồng ở bên công ty Thành Đô. Có sao? Tôi quên. Này nghe, cả tuần nay em thấy giám đốc lạ quá. Tôi có lạ sao? Dạ. Chắc là nhiều công việc quá. Dạ, vậy em xin phép giám đốc ạ. Alo. Hôm nay giám đốc có hẹn với đối tác lúc 6 giờ. Ủa? Dạ, báo để sếp chuẩn bị. Hẹn gì? Tôi có hẹn sao? Được rồi. Cảm ơn nha. Má. Con gái đi học phải không? Dạ. Bữa nay cho chị đi học chung với em nha. Hả? Trời ơi, chị giỡn hoài à. Em đi chung với chị, em mang nhục rồi làm sao? Ủa? Xe mày đâu mà mày đòi đi chung với xe con Như? Dạ, xe của con bị bể bánh rồi. Cái gì? Xe đạp của con hả?
Dạ không, dạ xe của chú thím mua cho con. Nói vậy còn nghe được à. Mà sao mày không đi giá đi? Sáng giờ con mắc làm. Làm gì? Chỉ có lau nhà, giặt đồ, nấu cơm, nấu nước. Có bận biểu gì cho lắm đâu. Dạ. Tiền đi học đi. Tiền hả? Dạ. Đây, má cho con nè. Nè. Thôi, cực cảm ơn má. Đúng là má thương con nhất mà. Con đi học nha. Đi đi má cưng. Má nhà nha. Cưng đi đi. Bye bye má. Bye con. Lan. Đây nè. Đi giá xe đạp đi. Thím cho con tiền giá xe nè. Dạ khỏi thím. Thôi, dạ thôi thím luôn đi. Ủa? Tiền đâu mày giá xe? Sao mày không lấy? Dạ con có tiền rồi thím. Tiền đâu mày có? Dạ tiền đó là hôm bữa chú đưa cho con đóng học phí. Rồi còn dư nên con để dành. Con xin phép thím luôn đi học. Alo. Ủa sao anh? Chết hả? Đi đứng kêu gì không điên? Feel calm. I could feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna get. Như đâu con? Dạ hồi nãy em Như đi với lại một đám bạn rồi chú. Đi đâu? Dạ con không biết nữa. Như đi chung với bạn học cùng lớp hả con? Dạ không. Con thấy nhóm bạn đó không có học chung trường với tụi con. Ủa cái xe đó làm sao con? Nó bị cứ hay chật con chó, con mới đập nó được rồi. Chắc là nó cũng tới tuổi rồi. Thôi, vài bữa nữa, con đủ 18 tuổi. Đi học lấy bằng lái, rồi chú mua cho con cái xe gắn máy. Thôi, dạ thôi được rồi. Con thấy đi xe đạp chó tiện hơn chứ đi xe Honda. Con sợ con đi không được đâu. Chú. Sao con? Dạ... Nè, có chuyện gì? Cứ nói chú nghe. Có phải là con bị thím ra rầy nữa phải không? Dạ không. Cái chuyện này á không chuyện... có liên quan tới lại thím nhưng mà liên quan tới em Như. Em Như? Là chuyện gì? Dạ. Con Lan đâu rồi? Lan để tao biểu coi. Lan! Dạ. Mày muốn chết. Mày muốn chết. Mày là... Tự nhiên thím lại đánh con. Mày là cái đứa nhiều chuyện. Biết cái gì hả? Thì im đi. Tại sao chị không nói có, chị có nói không hả mày? Hả? Thím nói gì con không hiểu gì hết thím. Mày không nói thì ai nói? Hả? Con quỷ. Thật ra nó con không biết chuyện gì. Mày không biết hả? Con đâu có nói gì đâu. Tao đã dặn mày bao nhiêu lần rồi. Con nghe, con thấy cái gì á thì cũng im cái miệng đi. Tại sao mày kể cho chú mày nghe? Hả? Dạ con không biết chuyện gì mà con nói thiệt. Mày biến đi. Mày biến đi cho khuất mắt tao. Mày đi đi. Đi. Biến đi.
Ba có chuyện quan trọng. Có chuyện gì quan trọng ba nói đi. Nay cuối tuần á, con buồn ngủ lắm, không muốn ngủ. Lần sau ba hy vọng là không thấy cảnh tượng này khi vào không con. Còn gì nữa không ba? Ba không muốn con giao du với bạn bè xấu. Ai nói với ba vậy? Không cần phải có ai nói với ba. Con không có. Con đã lớn, ba nghĩ con hiểu những gì ba nói, con nên bắt chước chị Lan chứ gì. Chăm ngoan học giỏi, con này con thuộc lòng rồi. Ba nên đổi con mới đi. Mà ba còn gì nữa không? Không còn gì con ngủ á nha. Ừ, ba nghĩ là ai đó? Má nè con. Vô đi má. Con à, con đừng có giận nữa mà. Má mới đánh cho nó một trận đây nè. Má chỉ đánh nó một trận vậy thôi hả? Vậy chứ con muốn làm sao? Con còn muốn nhiều cái hơn nữa. Em đang làm gì đó? À, trời ơi trời. Anh á, mai muốn muốn vợ mình chết sớm á thì cứ làm như vậy nữa đi. Nè, anh định làm gì số vàng này? Ờ à, thì lấy ra đếm chơi thôi mà. Em không có việc gì phải làm nữa sao? Anh này lạ. Ở công ty có chuyện gì hả? Trước giờ anh chưa bao giờ có thái độ như vậy với em hết. Chết cha, quên tập rồi. Trời ơi, em đã nói rồi mà, ba ngày anh đừng có tới mà. Không có được đâu. Đã nói là không được mà. Không được cũng không được. Tại vì bây giờ anh... Hả? Tới rồi nè. Trời đất ơi, đã dặn đừng có tới mà. Sao được, bây giờ người ta nhớ quá, cho gặp một chút cũng không được nữa sao? Ghét đồ quỷ sứ. Vô nghe. Đi, đi, đi sao? Đi cửa sau, cửa sau. Nhà đi hết rồi đúng không? Đâu có ai đâu. Đồ quỷ nè. Quỷ cái gì? Nhớ quá. Tôi dặn không nghe gì hết chưa? Không có chừng ta thấy kìa. Ai thấy? Phòng khách mà. Phòng khách? Anh ai ai không biết đây là phòng khách? Lẽ giờ tới phòng khách thì không tiếp khách được hay sao? Nãy giờ đi cửa sau để rồi đâu có ai đâu. Sợ gì không biết nữa.
Anh này đừng sợ, nhỏ quá. Quỷ mà. Đâu mà ngại, nhà có ai đâu. Anh kỳ quá à. Kỳ. Thôi đi mà. Trời ơi, trời ơi. Ai vậy? Ê, có người, có người. Để trốn đi, trốn đi, trốn đi. Nhanh đi. Cái con này, mày trốn không hả? Không, về lấy tập thôi. Ủa thím, gì? Bộ chú về nhà hả thím? Mày điên hả? Chú mày sao về giờ này? Thím, cái con này, mày biết tao yêu thím mà. Có gì nói luôn đi. Dạ con đi. Anh mong là gia đình chúng ta không có tiếng cãi giả, và càng không muốn xảy ra những việc tồi tệ. Nhưng em có làm cái gì đâu chứ. Muốn người ta không biết thì trừ khi mà đừng có làm. Anh tin là em hiểu như gì anh nói. Chẳng lẽ ông ta biết hết rồi sao? Bây giờ làm sao đây? Nhưng mà tại sao ông ta biết? Hay ông ta chỉ chặn đầu mình thôi? Làm gì có bằng chứng chứ? Chắc chắn là nó. Phải chị con Như, nó được như phần nửa của con. Mà sao con không kêu em con nó phụ? Dạ, mấy cái chuyện này con làm quen rồi, không sao đâu chú. Con ngồi xuống đi, chú có chuyện muốn nói với con. Dạ. Cái chuyện mà con xin chú để đi làm thêm đó. Dạ, chú. Chú cho con xin làm thêm nha chú. Chú đã suy nghĩ kỹ rồi. Con cần tập trung học là hơn, vì con phải thi vào đại học nữa. Dạ, con biết là như vậy, nhưng mà con thấy chú lúc nào cũng lo cho con hoài à. Đã vậy, con không cần bận tâm ở chuyện đó. Chú đã quyết, con không cần phải xin việc làm thêm. Mà Lan nè, dạo gần đây ở nhà con thấy thím con thay đổi gì không? Dạ con cũng thấy thím. Thôi chú đến giờ đi làm rồi, chú đi nghe con. Dạ chú đi nghe bà. Em lên.
Mày ngồi xuống đó. Ngồi xuống. Mày nghe tao nói nè. Mày đã biết những điều không nên biết. Mà những cái điều đó đó, tao muốn nó biến mất khỏi cái suy nghĩ của mày. Nghe chưa? Con hiểu. Nếu như mà mày còn để những điều đó cho người khác biết nữa đó, thì mày biết cái gì rồi đó. Tại sao thím lại đối xử với chú như vậy chứ? Không lẽ mình cứ nhắm mắt làm ngơ vậy sao? Liệu mình... Nhưng mình không thể như vậy hoài được. Bây giờ mình phải làm sao đây? Mình có làm được không? Liệu mình có đủ sức? Nếu phản kháng, mình sẽ bị hành hạ cho đến chết. Lan à! Lan! Con này nó đi đâu rồi? Lan à! Lan ơi! Lan! Con này! I know you told your friend you're not okay. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Cái con này nè, cái con này nó quá lắm rồi. Má hết chịu đựng nó nổi rồi. Nó ghen lắm á, nó dám bỏ đói má con mình. Về đây biết tay tao. Thôi được rồi, con vô á, con lấy cái cây cho má đi. Đúng rồi má, đánh nó chết cho con. Con tức nó lắm luôn rồi, ở trong trường học ha, cái gì nó cũng hơn con. Thầy cô ai cũng thương nó. Má đợi á, con vô lấy cây. Ừ, chết đi. Chết rồi. Bây giờ mình phải làm sao đây? Chắc bữa nay mình bị đánh chết luôn quá. Chỉ còn hy vọng là không có chuyện gì xảy ra thôi. Ủa? Sao vậy con? Nè, sao con buồn vậy hả? Nè, thôi đừng có buồn nữa. Dư ơi, con đem đồ chơi xuống đây cho chị con chơi với nè. Con ngồi đây đi. Dư ơi. Thôi, ngoan, con ngồi ở đây nha. Để chú lên kêu em Dư con xuống đây chơi với con nha. Mẹ ơi. Như à, một chút bà có lên á, kêu con đem đồ chơi xuống chơi chị Lan chơi là con đừng có cho nghe không. Nó chơi hư đồ chơi của con hết. Nhưng con sợ ba la. Thì con cứ nói với ba là ba ơi con dẹp đồ chơi hết rồi. Nha, nghe không? Ừ. Như ơi. Con à, con lấy đồ chơi xuống á, cho chị Lan chơi đi con. Nhưng mà đồ chơi con dẹp hết rồi. Không sao đâu con à. Con lấy mấy con búp bê này nè, đem xuống cho chị Lan chơi đi. Tội nghiệp chị Lan mà. Em dạy dỗ con như vậy mà coi được đó hả?
Ủa, em có nói gì đâu. Gì? Con cái, con nó mới bị lớn à? Mà em đã dạy cho con sống thật tối ích kỷ như vậy rồi. Sau này nó lớn lên, nó sẽ là người như thế nào đây? Anh nói cái gì vậy chứ? Anh đã nghe hết rồi. Con cái như một tờ giấy trắng, gieo hình ảnh tốt đẹp hay xấu xí vậy, đều là do người lớn hết. Thôi, em mệt rồi, em không nói chuyện với anh nữa đâu. Đâu mới là lời giải bài toán này. Mình phải làm sao đây? Gần 12 năm nay, mình luôn chịu sự rầy la của ổng. Cái gai ấy ngày càng lớn dần. Hạnh phúc dễ gây dựng, nhưng mà rất khó giữ gìn. Mầm mống hư hỏng đang hiển hiện trong con gái của mình. Và cả tức nước sẽ dở bờ. Rồi một ngày nào đó, người cũng đừng nên trách tôi chỉ vì cái của nợ ấy mà gia đình này luôn bất hòa. Nếu mà hồi chiều chú về không kịp lúc thì không biết là chuyện gì sẽ xảy ra. Chết không? Thím quên, thím quên, không phải cho chó ăn đâu con. Qua đây con. Cái này với chó rồi. Không phải, thím quên, thím nói lộn. Cái này là cho con ăn đó. Nè ăn đi con, ăn đi mà, không có sao hết. Nè ăn đi, ngon lắm á, ăn đi con. Nè, ăn đi mà. Không phải, con chó nó chê rồi, con ăn đi. Cái này cho con đó, nè ăn nữa nè con. Ngon không? Ngon không con? Nè, ăn đi mà, sao khóc? Ngon mà. Ăn đi con, nè, ăn nữa đi. Nè, nè, ăn đi. Thêm nhìn mày nhỏ người non dạ, nhưng mà xem ra mày cũng không có tầm thường. Con xin thím, thím đừng có hành hạ con như vậy nữa. Thím hành hạ con như vậy quá đủ rồi. Dạ con xin thím. Dạ cái gì? Con xin thím là hãy đối xử tốt với chú một chút.
mày là cái đồ nhãi ranh. Mày biết cái gì? Tao đối xử với chồng tao như thế nào đâu có cần mày dạy dỗ tao. Và cái lần này thì tao không có biết dùng cái công cụ gì để tao dạy biểu mày nữa. Thì tính làm gì con nữa? Cái này mà pha với nước á, mà đổ vô mặt á, nó vô mắt vô mũi á, thì cái cảm giác nó ra làm sao ta? Thím đừng có làm nha. Lần này nếu mà như thím làm á, con làm cho chú biết á. Để tao làm thử nha. Con làm thiệt đó. Con làm cho chú biết thiệt. Mày thôi được rồi, lần này á coi như mày thoát rồi, nhưng mà chưa chắc lần sau mày thoát đâu, nghe không con? Con nghe rõ chưa con? Như, mày kêu ai vậy? Em sao vậy? Chị kêu em hả? Ai là em của mày? Mày đừng có thấy á, tao xinh xắn, tao đẹp, thấy xe mắc quầy làm họ nha. Hết vui rồi, đi mày. Các bạn ơi, cho mình chơi với. Mẹ mình dặn không có cho chị chơi. Mẹ nói chị là đồ mồ côi. Chị đi đi. Tao đến trưa mà sao lâu quá vậy? Mày cứ ngồi xuống chờ từ từ đi. Nôn nóng à. Tao cam đoan với tụi bay á, là chỉ có một con đường này duy nhất để về nhà tao thôi. Yên tâm đi. Lần này á, tụi mình phải cho nó biết tay mới được. Mày chuẩn bị hết chưa vậy? Rồi, mấy chuyện đó bà đừng có lo. Tụi tôi quen rồi, yên tâm đi. Nó tới rồi, nó tới rồi. Chuẩn bị. Đi lên. Lấy cơm. Lên. Đi ra, chị ra. Mày có vô nè. Đi. Đi trước đi. Chuyện đó thì em quen quá rồi. Anh không cần phải dạy đâu. Thiếu gì cách chứ. Em có cách để cho nó phải im miệng. Ok anh, mai gặp. Kiểu này á là nó chết với tụi mình. Ừ, chuẩn bị nha. 1, 2.
Chà, bữa nay siêng năng quá ha. Làm gì lúc nào cũng là sai hết. Nhà này á sắp sửa nghèo rồi, ăn uống phải biết tiết kiệm. Tốt nhớ có lặn, ăn ít lại. Em này, em nói vậy làm sao tôi dám ăn. Ăn đi con. Như Di Lan nè, tụi con cố gắng học nghe chưa, gần hết học kỳ 2 rồi đó. Như nữa, ngưng bớt cái chuyện đi chơi, ca hát đi con. Ba nói nữa là con không ăn nữa nha. Ừ, ba chỉ nhắc nhở con thôi. Con nên bắt chước chị con kìa. Người ta 11 năm trời đều là học sinh giỏi đó. Còn con, 11 năm học chỉ có 1 năm là học sinh tiên tiến, còn số còn lại chỉ trung bình thôi à. Con Như nó đâu chỉ học gì thành tích. Nếu mà muốn học sinh giỏi hả? Dễ ợt hả? Em đó, chuyện gì con có thể nói được hết. Như, Như. Trời đánh còn tránh bữa ăn, anh còn hơn ông trời nữa. Em đó, cứ luôn chiều, rồi trước sau gì con nó cũng hư cho mà coi. Hư gì mà hư, con của mình á nó ngoan hiền hơn người ta nhiều. Nè, em nói vậy là nói ai? À, em đâu dám nói ai đâu. À, em xin lỗi. Nè, con gái của ba, ráng ăn cho nhiều mau lớn nè. Cảm ơn ba. Ừ. Chuẩn bị vào lớp 1 rồi á, con gái phải ăn nhiều lên, nghe không? Dạ. Con mời ba mẹ ăn cơm. Trời ơi, con gái phải hiếu quá à. Cảm ơn con gái. Lan nè, mai mốt này á, con lớn lên, con cố gắng học cho thật giỏi nghe chưa? Dạ. Con gái nè, mày lớn lên á, con muốn làm nghề gì? Em, câu này á, con đã nói với mình nhiều lần rồi mà. Dạ, con muốn làm nghề bác sĩ. Đó. Em thấy chưa, con gái của mình á, là phải học giỏi như vậy mới được. Nè nè, mà sao con muốn làm nghề bác sĩ vậy? Dạ, tại vì con thấy mẹ bên ngoài lâu lâu rồi, mẹ lăn ra chết. Trời ơi, tội nghiệp quá. Con gái, nghe ba nói nè, như vậy á không phải là chết đâu. Tại vì á mẹ của con á bị bệnh cao huyết áp, lâu lâu á mẹ bị chóng mặt rồi té xỉu, chứ không phải là chết. Mà con không muốn mẹ bị như vậy nữa đâu, mẹ bị như vậy con không chịu đâu. Thương. Nè, bây giờ ha, con phải ăn nhiều lên. Dạ. Học cho giỏi thì mẹ sẽ không bị gì nữa. Chịu dạ, không? Dạ chịu.
Rồi thôi con gái ăn đi. Dạ. Giỏi nha. Cả nhà mình ăn đi. Trời đất ơi, Như, con làm cái gì vậy hả? Con không muốn con nhỏ trong nhà này nữa, nó đuổi nó đi đi. Chuyện gì cũng từ từ chứ con. Từ từ con hết chịu nổi rồi đó. Má thấy rõ ràng không? Ba thương nó hơn thương con mà. Ừ, má biết rồi, để đó đi rồi má tính cho. Đã vậy hả? Ba lúc nào cũng đem con ra so sánh với nó đó. Không, thôi đi con. Con gái của má là giỏi nhất, là ngoan nhất, là thông minh nhất nè. Má không biết đâu. Ở lớp hả, thầy cô lúc nào cũng mang cả lớp ra để so sánh với nó. Lúc nào cũng nói các bạn phải noi theo tấm gương của bạn Lan, phải cố gắng học bằng bạn Lan. Thôi đi con à, bỏ đi. Coi như nó mai có ba con ở nhà. Chứ không thôi á, má cho nó ăn đòn nhừ tử rồi. Má, tại sao hai má con mình á đánh đập hành hạ nó như vậy mà nó vẫn lì hả, trường cái mặt ra sống ở nhà mình hoài là sao? Tại sao nó không chịu bỏ đi? Ừ, nếu má là nó, má cũng chịu không nổi nữa. Thiệt á, tự nhiên bà cô ra bới xuất hiện à, nếu không con nhỏ lãnh trọn hết. Mà cũng hên tụi mình chạy kịp á. Nếu không á là cả đám là hiệu trưởng luôn. Tôi cũng không biết nữa, nếu không á thì nó chết với tụi mình rồi đó. Tao không hiểu nổi tại sao lúc nào con nhỏ nó cũng gặp may hết. Thôi mày đừng có tức, hôi keo này mình bày keo khác. Tôi có ý này nè, hay là tụi mình chặn đường nó, đánh cho nó một trận. Không hả? Lỡ ba tao biết rồi làm sao? Mình chỉ chơi xấu nó thôi. Được rồi con, con ngồi xuống đi. Dạ. Như ơi, Như, xuống đây bà biểu cho con. Như ơi. Biểu cái gì biểu? Kêu xuống á hả? Không chửi á thì nói là bắt chết chị Lan cái gì. Con ngồi xuống đi. Nè, tụi con á là chị em với nhau nên phải biết nhường nhịn và yêu thương nhau. Trong quá trình học, nếu em con có điều gì chưa rõ thì con chỉ lại em con với Nghe Lan. Dạ thưa chú. Con không có gì không biết hết á, khỏi cần. Như à, Lan trước sau gì á cũng là chị của con. Hơn nữa, ở đây á ai cũng lớn hơn con nên con phải biết lễ phép và tôn trọng người lớn. Còn gì nữa không ba? Ở đây là không phải ba la rầy con, mà ba chỉ muốn cắt nghĩa cho con nghe và để cho con hiểu. Lần trước vì chuyện của Lan ba có đánh con, nhưng đừng vì vậy mà con lại có suy nghĩ là ba thương chị Lan mà ghét bỏ con đâu. Con nói thiệt với ba nha, nhiều lúc con tự suy nghĩ con không biết con có phải là con ruột của ba không nữa. Con nói gì vậy Như? Điều bà mong mỏi lớn nhất là chị em con cần yêu thương nhau, giúp đỡ lẫn nhau và sống thuận hòa. Nếu không còn gì nữa, con lên phòng nha. À đã. Như, tối mai cả nhà mình cùng đi nghe nhạc và thư giãn. Con không đi. Con phải đi, vì lâu lắm rồi chúng ta chưa có dịp ngồi lại với nhau và thư giãn. Tối đêm mai ba sẽ dành hết thời gian cho gia đình. Xong rồi đúng không ba?
chú cũng đừng có buồn nữa. Như nó nói vậy thôi á, chứ thế nào nó cũng nghe lời chú. Dạ con xin phép chú. Hy vọng là những cách mình sắp thực hiện sẽ hàn gắn được tình cảm của chị em nó. Uống nước đi em. Con, gia đình tử hoài uống nước đi. Uống đi cháu. Lâu lắm rồi gia đình ta mới có không khí như vậy đó. Chào ông Tâm. Chào ông. Ở đây là vợ tôi. Xin chào bà. Còn đây là con gái tôi. Đây là cháu tôi. Nghe nói gia đình ông đã lâu á, hôm nay rất hân hạnh tôi được gặp mặt mọi người. Ông quá khách sáo à. Thôi giờ tôi không muốn làm phiền đại gia đình nữa, mọi người cứ tự nhiên nha. Chào ông. Chú, ủa cái người hồi nãy ở đây là ai vậy chú? Trước đây là bạn đối tác thân tín của công ty chú, nhưng về sau này đã trở thành là người dân. Quán này đẹp rồi đó chú. Mát mẻ đó con. Gì vậy con? Con bị đổ nước. Đây kìa. Đây nè. Chỗ gì đâu pha nước vô ẹp tu lè. Kệ mà. Chào em. Trời ơi, anh đi đâu đây? Em làm gì mà lo lắng chứ vậy? Anh tới đây để làm cái gì hả? Tới để gặp em. Anh biết chắc là hôm nay em sẽ tới đây mà. Em đang đi với chồng em đó. Anh biết. Có gì nói sao đi nha. Hoàng đã. Làm gì gấp gáp như vậy? Anh à, chỗ này á không phải là cái chỗ để đùa giỡn đâu đó. Anh biết. Anh có giờ đùa giỡn với em đâu. Mà nhìn em có vẻ đang rất hạnh phúc với gia đình. Trời ơi, trong thời điểm này mà anh nói toàn chuyện gì đâu không à. Để bà vô trong chút nha. Chú đi chút. Nhân, nhìn mấy cái khinh khí cầu đẹp kia chưa kìa. Quê mù. Ủa, mẹ con đâu? Con không có biết. Con thấy thím đi vệ sinh đó. Anh nè. Chị với em. Hai mẹ con em sẽ dọn ra ngoài ở. Anh muốn lý do. Có phải vì chị của con Lan không? Nói thiệt với anh á, em có ưa gì cháu của anh hết á. Nè, em là thím và cũng là người lớn. Anh đã nói với em nhiều lần rồi, mình phải thương cho hoàn cảnh của con Lan. Em là như vậy hoài à? Em không có thương được nó chút nào hết á. Nè, em thử nghĩ lại coi. Nhà này mà không có con Lan thì sao? Nó giỏi giang đủ chuyện hết. Trong khi đó, mẹ con em thì... Ý anh sao chứ? Anh không biết nói sao với em như con Dư nữa.
tối ngày cứ sằng sặc với con Lan hoài à. Vậy chứ con Lan nó có tốt làm gì đâu. Em quyết định rồi đó, hai mẹ con em dọn ra ngoài sống. Nếu anh muốn hai mẹ con em sống ở cái nhà này á, anh phải đuổi con Lan đi. Tại sao em lại đặt anh vào tình thế không thể chọn lựa được vậy? Vậy thì tùy anh đi. Chết rồi má ơi, má ơi. Cái gì? Cái gì vậy? Má ơi, cái gì chết rồi, hả? Chết rồi. Hả? Con bị mất đồ. Mất hết đồ luôn. Má ơi, chết rồi. Hả? Giờ sao giờ? Con Lan đâu? Trời, con bị mất đồ. Hả? Rồi. Con Lan đâu rồi? Dạ con nghe nè Thím. Tao hỏi mày, mày dọn dẹp phòng của con Như, mày lấy đồ của nó phải không? Lấy đồ gì Thím? Con đâu có biết cái gì đâu. Mày còn giả bộ nữa hả? Không mày lấy thì ai vô đây lấy? Đúng rồi. Hả? Con không có biết gì hết, con không có lấy đồ gì của Như á Thím. Mày còn giả bộ với tao hả? Mày giả bộ với tao? Mày còn giả bộ hả? Mày lấy chứ ai lấy? Hả? Tao hỏi mày có lấy đồ mà Thím làm cái gì vậy? Mày lấy đồ của nó thì ai lấy? Con không có lấy. Mày ghen quá hả? Bữa nay mày dám đánh tao hả? Má, bỏ đi má, bỏ đi má. Con đánh không lấy thì sao Thím cứ đánh con, không tin con vậy? Thôi 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 má, bỏ đi má, bỏ đi má. Ngày nào ông đánh nó hoài ngán lắm á. Con nghỉ đi, nghỉ đi. Đi suối mày. Ngồi nghỉ mệt, ngồi nghỉ mệt. Mà má hỏi con. Sao má? Con mất cái gì? Hả? Tìm được chưa? Ủa, con sực nhớ. Con nhớ con để đâu rồi. Má đừng có lo. Hả? Con nhớ con để cái đồ đó đã đâu rồi nên má đừng có lo. Cái đó là cái gì? Dạ cây viết xóa. Hả? Cây viết xóa hả? Ê con kia, mày mới đâu về á? Lo xuống nấu cơm lẹ đi. Dạo này gan quá ha. Nói không trả lời luôn ha. Hát xưa nhiều rồi đó nha. Coi chừng tao á. Con nói con. Mẹ. Con nói mẹ nghe. Lan. Tao kêu mày nấu cơm mày đâu hả? Cái con điên này. Mày á nha. Chuyện không nó có, chuyện có nó không là sao? Hả? Mày vô đi. Mày chết. Mày giết mày. Hả? Cái gì? Anh nói cái gì? Anh dừng lại chưa? Chuyện gì vậy ba má? Nó Tôi sẽ đi khỏi cái nhà này để cho con cháu của ông mà. Tôi chịu đựng nó hết nổi rồi. Được, nếu em thích á, tôi không cản. Đi đi. Cũng là mày nữa à. Mày á là cái kẻ phá hoại á. Dư. Từ ngày mày trong nhà này hả, gia đình tao không có ngày nào yên ổn nữa đó. Tôi yên miệng ngay. Anh cho phép con cái chức phẩm gì con chứ? Ba, đủ quá rồi à. Thiệt tình à. Cho miếng nước đi. Chuyện vậy má? Lan á, nó nói má hành hạ nó. Nó nói má đòi tạt axit đó. Đó, còn nói má ông mua giết cha còn để lấy tài sản nữa đó. Con này. Má, rồi má soạn đổi làm gì đây? Má định bỏ ở đâu hả? Má phải đi chứ. Má sống nhà này má chịu sao nổi chứ. Không có chuyện đó. Hai má con mình không có đi đâu hết trơn á. Người ra đi khỏi căn nhà này phải là nó. Má để con. Chú bình tĩnh lên nghỉ ngơi đi. Có gì con đi xuống nấu cơm nha chú. Con kia, sao mày ăn nói hồ đồ với má tao vậy mày? Mày định không trả lời tao nữa mày? Con! Chú bình tĩnh lại đi chú.
Dạ không sao đâu chú, mọi chuyện con tự xoay sở được mà. Con cứ ra ngoài ở rồi hàng tháng chú sẽ gửi tiền cho con đóng tiền nhà trọ. Dạ chắc là để con đi kiếm việc làm thêm, có gì con tự lo cho mình được. Chú thương con lắm Lan à. Trước lúc cha mẹ con chết cứ căn dặn chú là cho con học tới nơi tới chốn, nếu không là ông bà không chịu nhắm mắt. Nhưng bây giờ chú đã thật hứa với cha mẹ con rồi, con hãy hiểu mà thông cảm cho chú nghe Lan. Con hiểu mà chú. Cứ sống trong tình cảnh này, trước sau gì gia đình chú cũng tan cửa nát nhà, mà con cũng khổ nữa. Con hiểu rồi chú. Lan nè. Dạ. Thực chất á là con có một món tiền rất lớn. Chú nói sao? Con có tiền á hả? Đó là sự thật. Nhưng mà ở đâu con lại có số tiền lớn như vậy? Tiền đó ở đâu mà con có được chứ? Alo. Cái gì? Tại sao lại như vậy? Được rồi, tôi tới liền. Chuyện gì hả chú? Con à, chuyện này còn dài lắm. Bây giờ chú có chuyện gấp, chú hẹn gặp con sau nha. Dạ. Chú nói là mình có một số tiền rất là lớn. Sự việc xảy ra ngoài ý muốn. Điều này chúng tôi biết. Chẳng lẽ việc mất trộm lại nằm trong ý muốn hay sao? Vào tuần sau chúng tôi sẽ họp và xem xét lại vai trò giám đốc của anh. Thời gian gần đây hoạt động của công ty đang đi xuống. Dạ đó là... Lại tình hình chung đúng không? Câu này tôi nghe quen lắm rồi. Anh nên tìm cách gì để giúp cho công ty đi lên thì tốt hơn, chứ đừng ở đó mà giải thích đó là... Đó là tới bao giờ? Thôi kết thúc đi. Em nè, em đừng có thái độ đó với anh như vậy được không? Anh sẽ sắp xếp cho con Lan nó ra ngoài ở. Chờ nó thi cử xong, anh sẽ sắp xếp chỗ ở cho nó. Em chịu khó cho con Lan nó ở thêm hơn một tháng nữa nghe. Vậy? Hơn một tháng nữa hả? Em phải cho nó thời gian nữa chứ. Đây là món quà em thích nè. Trời ơi, đẹp quá à. Cảm ơn chồng. Thôi, anh qua phòng con Như một chút. Con, ba qua phòng kiếm con. Qua ra con lại ở đây. Sao giờ này mà con không lên phòng nghỉ vậy con? Nè, bộ con giận mà sao? Không có. Con à, con đừng có phân biệt với chị Lan con nữa. Con phải hiểu là ba chỉ có mình con thôi. Từ nay ba sẽ dành hết thời gian nhiều hơn cho má con và cho con. Chị Lan con sẽ dọn ra ngoài ở khoảng hơn một tháng nữa.
Bà nghĩ đó là cách tốt nhất cho cả con Lan, cho má con và cho con nữa. Nè, con cố gắng học. Nếu vào được đại học, ba sẽ tặng con một món quà mà con đã từng xin ba. Thôi, con lên nghỉ sớm đi. Đừng có thức khuya quá, đừng đọc sách, có hại mắt đó. Lên nghỉ đi con. À, mà quên nữa, nãy ba qua phòng con, ba thấy con mở máy lạnh nó xuống nhỏ quá à. Mấy lần rồi đó, con mở 26 độ là vừa. Lạnh quá dễ bị cảm đó con. Thôi ba lên trước nha. Đây mới là ba của ngày xưa nè. Lẹ đi con, lẹ lên. Rồi chưa con? Ủa Thím có chuyện gì mà nhà mày tránh ra đi. Đi má. Thím. Có chuyện gì mà mọi người gấp gáp dữ vậy không biết? Bác sĩ, cho tôi hỏi tình hình của ông Đặng Văn Tâm. Chị là cái gì của Đặng Văn Tâm ạ? Dạ, tôi là người nhà của ông Tâm ạ. Tôi cũng báo tình hình không khả quan cho lắm. Ông Đặng Văn Tâm đã bị xuất huyết não. Chúng tôi rất khó điều trị, nhưng sẽ cố gắng hết sức. Bây giờ tôi đã đưa bệnh nhân qua phòng chăm sóc đặc biệt, mời chị đi theo tôi. Dạ. Thôi, con lên nghỉ sớm đi. Thức khuya quá, đừng đọc sách, có hại mắt đó. Lên nghỉ đi con. À, mà quên nữa, nãy ba qua phòng con, ba thấy con mở máy lạnh nó xuống nhỏ quá à. Mấy lần rồi đó, con mở 26 độ là vừa. Lạnh quá dễ bị cảm đó con. Không biết chú đi đâu mà giờ này chưa về nữa. Còn Thím với lại Như nữa, đi đâu giờ cũng chưa về luôn. Ủa, Như, tất cả là tại mày hết á. Ba tao chết rồi đó mày, hài lòng hả Như?